Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký nghị quyết số 853 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn. Cụ thể, đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, chấm dứt tình trạng sử dụng hình thức văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật để quy định các nội dung có tính quy phạm pháp luật, nhất là đặt ra quy trình, thủ tục, yêu cầu khác với quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường hiệu lực hiệu quả việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, khẩn trương hoàn thiện chính sách pháp luật phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản chủ lực, cập nhật phân tích đánh giá thông tin diễn biến thị trường một cách toàn diện để dự báo sát tình hình, thận trọng kịp thời phổ biến, hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội thị trường, tập trung cao điểm xử lý các hành vi vi phạm quy định về các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo dõi sát diễn biến thị trường và giá lương thực trên thế giới, có kế hoạch vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, vừa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu tăng cao.